Ôi, chào mừng tất cả các bạn trở lại với kênh Sắc Vàng. Được phép từ nhà phân phối, từ nhà cung cấp các bạn. Thì ngày hôm nay đăng lại cái phôi mai cát hoành 100 để anh em có thể gọi là tiện theo dõi và có thể sở hữu ha. Sau một cái ngày sau một thời gian gọi là trao đổi với bên cung cấp thì ngày hôm nay cái phôi này bên mình sẽ giảm xuống để các bạn có thể tiện sở hữu. Phôi này thì ngày hôm nay sẽ giảm 2 triệu các bạn, còn lại là 10 triệu. Bao gồm phí vận chuyển cho các bạn luôn ha. Giá này thì nói chung là nó cũng mình nghĩ là nó đã rất là ok rồi nha các bạn nha. Hoành 100, cây không hư hao bọng lũa. Nói chung là đã rất là ok rồi. Thì anh em nào muốn sở hữu những cây khủng thì xin mời ha. Mời anh em sở hữu. Chắc lẽ là anh em còn ngán. Thực sự ra đối với mình thì mình thấy rằng là 12 triệu thì đúng là nó cũng hơi ngán các bạn. Ngán tiền. Nhưng mà 10 triệu thì nó lại khác các bạn. Nên là nó giảm 2 triệu thì nó hoàn toàn nó khác ha. Đó, rồi anh em nào yêu cái mạ phôi này thì liên hệ với em ha. Liên hệ sớm nhất có thể, tại vì nó cũng nói chung là nhiều người dòm ngó nha các bạn nha. Thì họ các quý khách hàng thì nói chung là cũng chỉ chờ là giá nó gọi là hợp lý, hợp tình, hợp túi tiền để sở hữu nó thôi. Hợp, chỉ chờ nó tới cái đoạn gọi là hợp thì sẽ sở hữu. Còn quý vị không sở hữu, em sở hữu ạ. Rồi, chào và hẹn gặp lại các bạn nha.